Đừng cho ma nghiệp dòng tâm sinh, quay về cõi phúc đường chân đạo. Phật pháp thiền na dốc thực hành, chớ nhiễm trần hoàng đượm phân son. Chim bao cuộc thế chẳng thường còn, chỉ bằng nhớ lại câu hồng thề. Tỉnh ngộ nghe thầy dạy hỏi con. Hỏi con đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kim nẻo hồng trần sanh lạc quốc. Hai là tám điều răn cấm do ông đạo Lê Quang Nghĩa là tín đồ, là một giảng viên của Trung ương để thực hiện cái đề này. Xin trân trọng kính mời Lê Quang Nghĩa đến diễn đàn để thực hiện những cái đề ở trên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp. Kính thưa ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Chợ Giàm, cùng với ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã, phường, thị trấn lân cận. Kính thưa ban quản tự chùa Bửu Lâm Tự. Kính thưa quý quan khách, quý ông, quý bà, quý cô bác cùng toàn thể anh chị em đồng đạo kính mến. Được sự cho phép của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, cùng với sự phân công của ban phổ truyền giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, nhất là sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện của ban tổ chức, ban trị sự ở nơi đây, cho nên tôi mới có nhân duyên được gặp gỡ với chư quý vị đồng đạo qua một đề tài thuyết giảng. Phải nói rằng được gặp gỡ, được gieo duyên với chư quý vị đồng đạo, đó là một điều vinh hạnh, một niềm vui đối với bản thân tôi. Và trong nỗi niềm vui tươi phấn khởi đó, chúng tôi xin gửi đến toàn thể chư quý vị lời chào mừng thân ái và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý quan khách và chư quý vị đồng đạo, trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ cùng với nhau để tìm hiểu một chủ đề, đó tức là bài Lời Khuyên Bổn Đạo, hay còn có một tên gọi khác là Tám Điều Răn Cấm. Chúng ta biết rằng trong giáo lý của Đức Thầy có hai bài Lời Khuyên Bổn Đạo. Một bài Lời Khuyên Bổn Đạo được Đức Thầy sáng tác ở Bạc Liêu vào năm Nhâm Ngũ 1942.
và một bài lời khuyên bổn đạo được Đức Thầy sáng tác ở trong quyển 6, tức là quyển Tôn Chỉ Hành Đạo. Và trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài lời khuyên bổn đạo ở trong quyển 6, tức là còn có tên gọi khác là 8 điều răn cấm. Chúng ta biết rằng lời khuyên bổn đạo đây tức là những lời khuyên dạy chỉ bảo của Đức Thầy mà người tín đồ cần phải thực hiện theo. Và trong quá trình trình bày đó, chúng tôi sẽ đọc lại phần chánh văn, rồi sau đó sẽ tìm hiểu theo lời chỉ dạy của Đức Thầy. Kính thưa chư quý vị, Đức Thầy dạy: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Khi đã coi giảng đó, tức là khi mình đã học đọc giáo lý của Đức Thầy, khi quý vị đã quy y trở thành người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rồi, việc đầu tiên mà Đức Thầy dạy đó là phải tự xét mình. Thật ra thì trên bước đường tu đó, đôi khi mình quên, phải không quý vị đồng đạo? Việc xét mình thì mình quên, nhưng mà đôi khi mình xét người thì hay lắm. Người nói ra một câu sai là mình biết liền à. Đồng đạo tu không tốt mình nhận định ngay. Nhưng mà bản thân mình nói cái gì, làm cái gì và suy nghĩ ra làm sao đó thì đôi khi mình không bận tâm lắm. Và hôm nay nhờ lời dạy này mình mới thấy rằng đó là khi đã quy y rồi thì làm sao phải tự xét mình. Khi đồng đạo nói ra một câu nói, hành động một việc làm, hoặc là suy nghĩ ở trong tâm đó, thì mình cần phải suy xét lại. Chẳng hạn như là khi hôm nay chúng ta tới đây nghe thuyết giảng đó, ngoài vấn đề là mình chào mừng với nhau rồi, nhưng mà mình không nói được những lời đạo pháp mà cứ nói người này xấu, người kia tốt, người này phải, người kia quấy, vân vân. Mà nếu như mình nói như thế thì khi xét mình là quý vị phải thấy rằng lời nói này chính là lời nói thị phi, là một lời nói trái với đạo đức vậy. Hoặc là cũng đến với hội trường này nhưng mà mình nói những lời đạo pháp, Đức Thầy chỉ dạy chúng ta phải tu như thế này, phải làm như thế kia, nói như thế mình phải biết rằng đây là ái ngữ, là lời nói tốt, tức là một cái lời nói hay vậy. Hoặc là mình hành động, hoặc là mình suy tư, thì Đức Thầy dạy chúng ta là phải tự suy xét. Suy xét để làm chi? Để thấy rõ được nào đúng, nào sai, nào phải, nào là quấy vậy. Nhưng mà một khi mình tự xét mình rồi, Đức Thầy mới dạy mình thêm một vấn đề nữa, đó chính là sửa sang những thói hư tật xấu đó quý vị đồng đạo. Lời nói thị phi là lời nói sai, bây giờ sửa lại mình không nói nữa. Mà lời nói đạo đức là lời nói phải, bây giờ mình cần phải nói. Cái tư tưởng giận hờn là cái tư tưởng xấu, mình cần phải chừa bỏ. Như vậy đó là ngoài vấn đề tự xét mình thì bên cạnh đó chúng ta phải sửa sai, phải khắc phục được những sai lầm quấy lỗi vậy. Rồi Đức Thầy lại dạy tiếp, đó là giữ những điều răn cấm sau. Điều thứ nhất: ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Trong điều răn cấm thứ nhất này đó, ta thấy Đức Thầy dạy có hai phần. Phần mình cần phải tránh đó là chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện và chơi bời theo đàn điếm. Phần phải thực hiện là phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Nhưng mà câu hỏi chúng ta đặt ra là tại sao Đức Thầy ngăn cấm không cho người tín đồ uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm vậy quý vị đồng đạo? Là bởi vì nếu như một người tu mà mình phạm vào những vấn đề này thì xem như là chúng ta đã đánh mất đi tư cách của một người tín đồ rồi. Giả sử như đồng đạo thấy một người đồng đạo khác, mà đồng đạo này sáng sỉnh chiều say, quý vị có thể là tin tưởng người đó được không quý vị đồng đạo?
Rồi bây giờ mình lại thấy một người đồng đạo khác mà anh tu rồi mà tại sao còn chơi cờ bạc? Điều này nó không phù hợp. Cho nên ai phạm vào rượu cờ bạc á phiện chơi bời sao đàm điếm là đánh mất đi tư cách của người tu. Và một khi mình phạm vào những vấn đề này thì dĩ nhiên là bản thân mình gặp nhiều cái tai hại lắm. Chẳng hạn như là uống rượu đó thì làm cho cái trí thông minh mình bị mất đi. Uống rượu là mình phạm giới, mà cờ bạc là mình bị nghèo khổ. Mà nếu như mình thuốc phiện hoặc là chơi bời theo đàm điếm thì dễ lây những cái căn bệnh và cái con người mình, đó là đánh mất đi cái tư cách trong cái cuộc đời. Cho nên rượu cờ bạc á phiện chơi bời theo đàm điếm, đây là những thói hư tật xấu mà Đức Thầy ngăn cấm chỉ dạy người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là chúng ta không được phạm vào. Đức Thầy dạy tiếp: phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Chữ luân lý tức là những điều đạo lý tốt đẹp ở trong cuộc đời. Mà những điều đạo lý tốt đẹp trong cuộc đời này, đó chính là tam can và đó chính là ngũ thường đó quý vị đồng đạo. Nói đến tam can tức là nói đến ba diền đạo ở trong cuộc sống, đó chính là quân thần can, phụ tử can và phu thê can. Quân thần can đó tức là nói đến cái đạo lý đối đãi qua lại giữa vua và bầy tối. Nhưng mà mình sống trong thời điểm này thì không còn quân thần can nữa, cho nên đó là chúng ta hiểu đạo lý này chính là ân đất nước vậy. Bổn phận của mình là người công dân là phải sống đúng theo chính sách pháp luật của nhà nước. Đó là chúng ta thể hiện được quân thần can. Còn phụ tử can tức là nói đến đạo lý đối đãi qua lại giữa cha mẹ và con cháu. Thật ra đó là bổn phận cha mẹ, đó là cha là mẹ phải có bổn phận, là con là cháu phải có bổn phận của con cháu. Mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình là cha là mẹ cho nên con cháu làm cái gì sai mình la mình rầy đó mà mình không thể hiện được cái đạo đức của cha mẹ thì cũng chưa đúng nha quý vị đồng đạo. Đức Thầy chỉ dạy là lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng rưỡi, đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Là cha là mẹ phải là như thế. Con cháu mình mà lỡ cái gì sai lầm đó là mình phải đem lời ngon ngọt chỉ dạy nó là cái điều phù hợp vậy. Nhưng mà bổn phận con cháu là làm sao phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, đây là việc chúng ta cần phải làm. Cái vấn đề thứ ba trong tam can đó chính là phu thê can, tức là nói đến đạo lý chồng vợ. Thật ra đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì vấn đề phu thê can đây là vấn đề quan trọng lắm. Bởi vì mình là người cư sĩ tại gia, mình có gia đình, mình có chồng, có vợ, phải không quý vị đồng đạo? Cho nên phu thê can đây là một cái đạo lý mà cả người chồng và người vợ cần phải gìn giữ vậy. Đức Thầy dạy người tín đồ đó là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Tu làm sao cho gia đình mình đó là càng ngày càng ấm êm hạnh phúc hơn. Mà nếu như trên bước đường tu mà không hiểu mình tu hay tu giỏi như thế nào, mà gia đình mình đó là mỗi ngày nó càng lộn xộn hơn, chồng vợ gây gổ hoài đó, thì chúng ta phải suy nghĩ lại nha quý vị đồng đạo. Cứ bỏ bê công việc mà mình nghĩ rằng mình nói là tôi đi làm việc này, tôi đi làm việc kia mà về nhà chồng vợ gây gổ hoài, thì gia đạo bây giờ không còn vuông tròn, mà chồng không còn hòa, mà vợ không còn thuận nữa, thì cái đó chúng ta phải suy nghĩ lại. Cho nên tu làm sao đó mà vợ chồng phải hòa thuận ấm êm để tạo cái gương cho con cháu vậy. Đó chính là đạo lý tam can, là quân thần can, phụ tử can và phu thê can. Còn ngũ thường là như thế nào quý vị đồng đạo? Có bao giờ mà mình đọc tới ngũ thường mình nghe mình thấy mình mừng không? Bởi vì có cơ hội mình ngủ hoài. Thật ra là ngũ thường mình không thể hiểu như thế nha quý vị đồng đạo. Bởi vì chữ ngủ mà trạng thái ngủ nghĩ là ngủ mang dấu hỏi, mà chữ ngủ này là mang dấu ngã, ngủ này là con số 5. Ngủ thường tức là 5 cái đức tánh tốt mà mỗi người cần phải có nơi trong tâm của chúng ta. Đó chính là nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Khi mình đã tu rồi đó thì làm sao mình phải có nhân, tức là làm sao mình phải có lòng thương người, mến vật. Thật ra đó thì trên bước đường tu tôi nghĩ rằng đó là đồng đạo ai cũng thương người hết, mà ai cũng mến vật hết, phải không quý vị đồng đạo?
mình mến vật cho nên là mình mới ăn chay, mình không sát hại nó. Nhưng mà bên cạnh chữ nhân đó thì làm sao chúng ta phải có nghĩa. Mình thương người không phải là chỉ nói là tôi thương người thôi, nhưng mà thấy người ta lâm vào hoàn cảnh khổ đau là chúng ta sẵn sàng giúp đỡ liền, cái đó chính là nghĩa. Đồng đạo chúng ta làm việc này cũng nhiều lắm rồi, thấy một ai đó mà nghèo đó là mình ủng hộ cho người ta liền, nhà người ta rất đó là mình cất cái căn nhà mới, đó chính là thể hiện cái nghĩa trong cuộc đời. Nhưng mà suy nghĩ lại người xưa dạy hay quá, mình có nhân tức là mình thương người, mình có nghĩa tức là sẵn sàng giúp đỡ người ta. Nhưng mà người xưa dạy đó là làm sao phải có được cái chữ lễ đó nha quý vị đồng đạo. Bởi vì mình thương người ta, mình xót xa hoàn cảnh khó khăn, mình mới giúp đỡ người ta. Nhưng mà khi mình giúp đỡ, mình xem thường người ta, thì cái người được giúp đó người ta cảm thấy đau buồn lắm. Hôm nay mình cho người ta 100.000 đồng mà mình nói cay nói đắng, mình xem thường người ta nhận 100.000 đồng vì người ta quá nghèo, nhưng mà về nhà đó là cũng phải ngậm đắng nuốt cay vì 100.000 đó, phải không quý vị? Cho nên đó là phải có chữ lễ, tức là mình có kính trên, mình nhường dưới. Dù người ta có nghèo, dù người ta có khổ, dù người ta có sai, dù người ta có quấy đi nữa thì mình giúp đỡ, nhưng mà vẫn kính trọng người ta. Cho nên Đức Thầy mới dạy mình đó là không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới là. Dù người đó có dở tệ như thế nào, nhưng mà nhìn anh chị lớn tuổi hơn tôi là tôi kính trọng vậy. Nhưng mà mình kính trọng người trên là phải thương yêu cái người dưới. Đó chính là cái lễ. Và bên cạnh lễ là cần phải có trí và tính. Tức là sống trong cuộc đời làm sao phải sử dụng trí tuệ để nhìn nhận mọi vấn đề, và đồng thời phải tạo uy tín đối với những người ở xung quanh. Nhưng mà muốn tạo uy tín đó, Đức Thầy dạy mình 2 câu đó quý vị đồng đạo. Người biết đạo phải nhìn ngôn ngữ nói với ai chớ có sai lời. Mình nói ra mà mình giữ gìn cái lời nói, mình nói đúng, mình làm đúng, từ từ cái uy tín mình sẽ cao dậy. Cho nên ngũ thường tức là nhân, nghĩa, lễ, trí và tính, đây là 5 nét đẹp đạo đức mà mỗi người tín đồ cần phải có. Như vậy chúng ta mới thấy rằng trong điều răn cấm thứ nhất đó, mà đồng đạo giữ đúng thôi, đồng đạo sẽ thấy rằng mình thể hiện được cái nét đẹp nơi con người của chúng ta. Tệ nạn xã hội thì không phạm vào, sống thì có luân thường, có đạo lý, người ta nhìn mình chắc chắn là người ta sẽ kính nể vậy. Và điều thứ nhất này, khi chúng ta thực hiện đúng là chúng ta thể hiện được vấn đề tu nhân trong cuộc sống đó quý vị đồng đạo. Bởi vì mình sống mà có tam can, có ngũ thường là thể hiện được cái nhân đạo. Nhưng mà mình thể hiện được cái nhân đạo, đây chính là cái điều kiện cơ bản để chúng ta được giải thoát, để thành tiên thành Phật vậy. Đồng đạo tu ai cũng muốn mình được giảng sanh, ai cũng muốn mình thành tiên thành Phật hết. Nhưng mà nếu như mình muốn thành tiên thành Phật, mình muốn giảng sanh mà cái đạo lý làm người mà đồng đạo làm chưa xong, Đức Thầy cho biết là không thể thành công đâu quý vị đồng đạo. Cần chi gạn hỏi diễn dông, làm người chưa dạng khó hồng thảnh thơi. Ông Lương Văn Tốt hỏi Đức Thầy á, ông Lương Văn Tốt hỏi Đức Thầy là 3.000 thế giới ai là chủ? Trong vũ trụ này có rất nhiều thế giới mà ai là chủ để cai quản 3.000 thế giới đó? Và Đức Thầy đã trả lời lại cho ông Lương Văn Tốt, nhưng mà cuối cùng Đức Thầy khẳng định bằng câu là cần chi gạn hỏi diễn dông. Ông không cần hỏi cái gì đó nó xa vời quá, mà ngay trong hiện tại này làm người chưa dạng khó hồng thảnh thơi. Đạo lý làm người mà ông làm không xong là ông không thể thành tiên thành Phật gì hết. Cho nên chúng ta mới thấy rằng điều răn cấm thứ nhất rất là quan trọng. Đây là nét đẹp đạo đức, là tư cách của một con người mà người tín đồ Phật giáo hoàn hảo chúng ta cần phải có. Đức Thầy dạy tiếp theo điều thứ nhì: ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Đức Thầy dạy người tín đồ là ta chẳng nên lười biếng. Chữ lười biếng tức là trạng thái ham thích ở không, sợ công ăn việc làm.
Đây là cái tính biến nhát trong công việc mà nhà Phật gọi là giải đãi đó quý vị đồng đạo. Lười biếng giải đãi nó trái với tinh tấn. Thật ra là trong con người của chúng ta ai cũng có tinh tấn hết, ai cũng có cái siêng năng tu hành hết, nhưng mà ai cũng có cái giải đãi đó nha quý vị đồng đạo. Dù mình siêng năng, dù mình tinh tấn như thế nào, nhưng mà coi chừng mình cũng có những cái thời gian mình giải đãi lắm. Đôi khi trên bước đường tu, lúc mình tinh tấn, mình giác ngộ mạnh đó, quy định là chiều đó là 5 giờ công phu hành đạo rồi, sáng 4 giờ thức dậy vệ sinh khoảng 20 phút thôi là mình lo, mình cúng, mình ngồi niệm Phật liền. Đó là thời điểm chúng ta tinh tấn, làm như thế không sai đâu. Nhưng mà lỡ mà để cái lười biếng con ma giải đãi mà nó xuất hiện ở trong tâm mình rồi đó, đôi khi 4 giờ cài đồng hồ nó reo rồi, nhưng mà mình giật mình thức dậy, hôm nay sao trong người nó nhức mỏi quá, thôi thì nằm nán lại chút phải không quý vị đồng đạo? Nằm nán lại chút cái ngủ quên, ngủ quên tới đâu 5:30 mới giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy bây giờ nhìn ra ngoài trời 5 giờ đã sáng rồi, mà 5:30 thì quá sáng. Giờ này mà cúng mà ra bàn thông thiên, ai coi giùm đây, thôi bữa nay nghỉ cúng bữa phải không quý vị đồng đạo? Đôi khi cái lười biếng ở trong con người của chúng ta. Nhưng mà người xưa đã từng nhận định là trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Bất kỳ một cái thành công nào cũng không có sự lười biếng ở trong đó. Cho nên vấn đề lười biếng đây là một tật xấu mà người tín đồ cần phải chừa bỏ vậy. Đức Thầy dạy tiếp: phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Khi nói đến việc cần kiệm sốt sắng lo làm ăn đó, chúng tôi nhận thấy rằng đó là trong đạo mình có nhiều khuynh hướng khác nhau. Đôi khi có những đồng đạo cho rằng đó mình tu rồi thì bây giờ không cần lo làm ăn nữa mà chỉ chuyên lo tu thôi. Chính bản thân tôi là cũng được nhiều người khuyên thôi giờ nghỉ làm ăn đi để lo tu. Nhưng mà lại có những đồng đạo đó là đã quy y, đã giác ngộ tu hành rồi, nhưng mà tu thì tu mà làm ăn thì vẫn làm ăn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ giữa làm ăn nhiều và bỏ làm ăn, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải thực hiện như thế nào mà đúng theo sự chỉ dạy của Đức Thầy? Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng với nhau để tìm hiểu một câu chuyện xung quanh về cuộc đời của Đức Thầy. Vào năm 1940, lúc Đức Thầy đang truyền đạo và Ngài còn ở tại Tổ Đình làng Hòa Hảo, vào một buổi sáng nọ thì có một người đồng đạo đến thăm viếng Đức Thầy. Và sau khi chào hỏi xong, trò chuyện vài câu đó, Đức Thầy mới dạy người tín đồ này: ông tu hành đó thì cần phải bớt lo làm ăn lại, chứ ông lo làm ăn nhiều quá thì còn thời gian đâu để mà tu hành nữa. Đức Thầy dạy người tín đồ như thế, nhưng mà vô tình ông Đặng Thành Tụ, ông đứng kế một bên, ông nghe lời dạy của Đức Thầy, ông mới hiểu rằng mình tu rồi là phải bớt lo làm ăn lại, theo quý vị đồng đạo. Nhưng mà cũng trong ngày hôm đó, vào một buổi chiều, có một đồng đạo khác cũng đến thăm Đức Thầy. Và cũng giống như đồng đạo buổi sáng, sau khi chào hỏi, trò chuyện một vài câu, Đức Thầy mới dạy đồng đạo này: ông tu hành đó thì cần phải lo làm ăn, chứ không lo làm ăn thì làm sao có phương tiện để sống và giúp đỡ cho những người ở xung quanh. Nhưng mà ông Đặng Thành Tụ ông vẫn nghe nữa. Ông mới biết rằng là Đức Thầy dạy người tín đồ tu thì cần phải lo làm ăn. Nhưng mà tại sao buổi sáng Đức Thầy dạy người tín đồ là bớt lo làm ăn, mà buổi chiều Đức Thầy dạy là phải lo làm ăn, thì nên thực hiện như thế nào đây? Lúc đó ông Đặng Thành Tụ mới nghi ngờ và tìm tới vị đồng đạo mà Đức Thầy dạy buổi sáng đó, hỏi nguyên nhân vì sao đồng đạo tu mà Đức Thầy dạy phải bớt lo làm ăn. Thì được đồng đạo này giải thích rằng: tôi tu thì tu, nhưng mà công việc làm ăn của tôi nhiều lắm,
Nhiều khi là công việc tôi làm từ sáng tới trưa, chưa xong từ trưa làm tới chiều, chưa xong tôi phải làm tới tối, quên cả tu hành, quên cả cúng lại, cho nên là thầy mới dạy tôi như thế. Thì ra đó là vị đồng đạo này làm ăn quá nhiều đi. Ông Đặng Thành Tựu mới tìm tới vị đồng đạo thứ hai là hỏi nguyên nhân nào mà Đức Thầy dạy đồng đạo tu cần phải lo làm ăn. Và được đồng đạo này giải thích đó là từ khi tôi tiếp nhận giáo lý của Đức Thầy, tôi mới thấy rằng cuộc đời này là vô thường, là giả tạm, gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc đời này là giấc mộng thôi. Cho nên đất giường tôi bán hết rồi, bây giờ tôi không lo làm ăn nữa, mà tôi mong là tu để được mau giảng sanh, mau thành đạo thôi. Cho nên Đức Thầy đã rầy tôi vậy. Như vậy thì qua câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thuộc hạng tại gia cư sĩ, cho nên là mình không thể là không lo làm ăn được. Nhưng mà làm ăn ở đây là làm ăn trong một cái chừng mực để mình có phương tiện nuôi thân sống và giúp đỡ cho những người ở xung quanh. Mà nếu như ai tu mà bỏ làm ăn thì không phù hợp, mà tu mà làm ăn quá đà quên cả tu hành thì điều này không đúng. Cho nên Đức Thầy mới dạy mình đó là vừa lo làm ăn và vừa lo tu hiền chân chất. Tức là mỗi tín đồ phải sử dụng trí tuệ tùy vào hoàn cảnh gia đình của mình, làm ăn như thế nào để có phương tiện để sống, và làm ăn như thế nào để cho chúng ta có thời gian tu hành. Đó là việc mà chúng ta cần phải dung hòa vậy. Cho nên vấn đề làm ăn và vấn đề tu hành chân chất thì chúng ta làm sao phải thể hiện được trên hai lãnh vực này trong quá trình chúng ta tu tập vậy. Đức Thầy giải tiếp, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, tức là mình không nên gây gỗ với mọi người đó. Lời dạy này đó thì quý vị đọc, quý vị đếm có 6 chữ thôi. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Nhưng mà trong 6 chữ này mà nếu như mình để tâm, mình suy nghĩ, mình nhìn lại bản thân mình trong quá trình thực hiện đó, đồng đạo tu lâu rồi mà làm xong chứ quý vị đồng đạo. Quý vị cười cười là mình làm xong rồi phải không? Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau là mình không nên gây gỗ với mọi người. Đọc thì thấy ngắn thấy gọn, nhưng mà đôi khi đó là trên bước đường tu, chính bản thân tôi cũng như thế thôi. Mình cố gắng mình làm hoài mà nhìn tới nhìn lui cũng phạm hoài, phải không quý vị đồng đạo? Đồng đạo mà tiếp xúc với nhau đó, người ta khen mình, người ta thương mình, người ta ủng hộ mình, đâu có gây gỗ đâu. Nhưng mà không hiểu sao mà mình tiếp xúc với đồng đạo mà đồng đạo cứ sau lưng nói xấu mình hoài, chê mình, hại mình. Lúc đó tự nhiên cái tâm mình đó là nó bực dọc và mình nói những lời không tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, trên bước đường tu mà nếu như mình còn gây gỗ lẫn nhau, mà mình còn chứa sân hận đó, thì cái việc thành công nó xa lắm nha quý vị đồng đạo. Đức Thầy đã từng cho biết rồi, tu còn ái ố sân si, tu còn nhiều tánh dị kỳ trần mê, khó mong cửa Phật dựa kề, càng gần địa ngục nhiều bề thảm thương đó quý vị đồng đạo. Tu rồi mà còn gây gỗ đó, muốn về Phật không về được đâu. Tôi sợ địa ngục lắm, nhưng mà gây gỗ hoài phải xuống địa ngục thôi, Đức Thầy xác định như thế. Cho nên đó là chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, làm sao phải ráng nghe lời dạy của Đức Thầy. Nhưng mà ngoài cái gây gỗ lẫn nhau đó, Đức Thầy dạy mình là hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Gây gỗ mà mình chẳng nên gây gỗ, tức là mình phải nhẫn nhịn. Người ta có nói xấu mình, người ta có hại mình thì người tu phải nhẫn nhịn, phải không quý vị đồng đạo? Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận mà khỏi mất lòng tất cả mọi người. Nhưng mà một khi mà trong bên ngoài mà mình nhẫn nhịn, mình không gây gỗ đó, mà trong tâm mình mà không thể tha thứ được, thì cái nóng giận nó vẫn còn ở trong tâm thôi. Đồng đạo nào bên ngoài nhẫn nhịn mà bên trong mà không tha thứ đó, thì có thể nhẫn nhịn được một lần,
Tôi nhịn một lần, hai lần, ba lần, năm lần, mười lần, nhưng mà hai chục lần coi chừng không nhịn được à. Ở đây có ai nhịn tới hai chục lần rồi bắt đầu bùng phát không có gì đồng đạo? Hy vọng là không thể có ha. Cho nên đó là bên ngoài đó là nhẫn nhịn, nhưng mà bên trong Đức Thầy dạy mình là hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Đọc câu này quý vị thấy khó không quý vị đồng đạo? Tôi đọc cái câu mà hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận, suy nghĩ tới suy nghĩ lui thấy khó quá. Phải chi Đức Thầy dạy mình là hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi vui cười đó thì nó quá dễ. Ngày xưa mình nghịch lẫm như thế nào mà bây giờ mình vui cười là mình tha thứ dễ lắm. Nhưng mà Thầy dạy mình là hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Trong khi mà lửa sân mà nó đang phừng phừng cháy, mà đang trong khi mà cự gãi kia gỗ này đây đó, mà tha thứ thì không phải là chuyện dễ đâu. Nhưng mà bây giờ muốn tha thứ cho những người khác đó là làm sao chúng ta phải sống trong trí tuệ. Chứ mình sống trong cái đối đãi bình thường khó tha thứ lắm. Tự nhiên người ta hại mình thì bây giờ sống trong bình thường, người ta hại tôi hại lại. Sống như thế là không bao giờ mình tha thứ được. Nhưng mà sống trong trí tuệ mình thấy rằng người ta hại mình đó, mà người ta hại, người ta làm khổ cho mình là người ta đang gieo nhân ác. Mà gieo nhân ác thì bản thân người đó gặp khổ, khổ đau. Mình hiểu được cái góc độ nhân quả như thế, mình thấy bằng trí tuệ như vậy, tự nhiên mình thấy mình thương người ta. Người ta hại mình kệ người ta, ta làm sai là ta phải khổ thôi, mà thấy ta khổ là mình thương, lúc đó mình có thể tha thứ được. Cho nên là muốn tha thứ là làm sao phải thấy được cái nhân quả, thấy bằng cái trí tuệ mới có thể tha thứ được. Như vậy thì trong điều răn cấm thứ nhì đó, Đức Thầy dạy mình đó là làm sao phải siêng năng, phải tinh tấn, tránh lười biếng. Làm sao phải lo làm ăn, bởi vì mình là người cư sĩ tại gia. Nhưng mà bên cạnh lo làm ăn là phải lo tu hiền chân chất. Và vấn đề quan trọng hơn đó là làm sao phải hóa giải được cái sân hận nơi con người của chúng ta bằng cách là chẳng nên gây gổ lẫn nhau và tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Đây chính là sự chỉ dạy của Đức Thầy mà tôi nghĩ rằng đồng đạo chúng ta cần phải áp dụng ngay trong hiện tại trong bước đường tu này. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ ba này Đức Thầy dạy chúng ta cái cách là đối nhân xử thế. Cái cách rèn luyện đạo đức nơi con người của mình bằng cách đó là chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá. Chữ thái quá có nghĩa là vượt qua mức bình thường. Mình ăn thái quá, mình xài thái quá, mình chân dọn thái quá như thế là không phù hợp. Cho nên Đức Thầy dạy mình là phải ăn xài tiết kiệm có chừng mực thôi. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là tại sao Đức Thầy dạy mình là chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá vậy quý vị đồng đạo? Là bởi vì nếu như một người tu mà mình còn ăn xài, mình còn chân dọn mà lè lẹ quá đó, là tự nhiên đánh mất đi tư cách của một người tu rồi. Lỡ mà quý vị đồng đạo chúng ta đó, mình gặp một cái người nào là người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chân dọn lẹ lẹ quá, quý vị kính trọng được không quý vị đồng đạo? Tự nhiên mình không nói nhưng mà trong tâm mình không thể kính trọng được. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là phải ăn xài chân dọn, đó là không nên thái quá mà phải bình thường thôi. Nhưng mà cái điều tốt hơn nữa đó là khi chúng ta ăn xài chân dọn phù hợp rồi đó, lúc đó đồng tiền chúng ta tiết kiệm lại được một ít. Và nếu như đồng đạo là người tu, chúng ta tiết kiệm lại đem tiền đó để ủng hộ cho những người nghèo khổ thì càng quá hay, phải không quý vị đồng đạo? Thay vì đó là mình ăn xài chân dọn là 500.000 đồng, mà hôm nay tôi ăn xài là chỉ 200.000 thôi. 300.000 này tôi nhìn xung quanh tôi ai nghèo ai khổ, tôi đem đi ủng hộ cho người ta là quá tốt đi. Cho nên mình là người tín đồ là đừng nên ăn xài chân dọn cho thái quá. Và Thầy dạy mình đó, và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Thật ra trong cuộc sống này đó, đôi khi có những người, người ta có địa vị, người ta giàu, người ta mới ỷ vào cái địa vị, cái tiền bạc này mà quên đi cái đạo lý trong cuộc đời. Nhưng mà bây giờ mình là người tu rồi, không thể như thế.
Ngày xưa lúc mình nghèo, mình có nhiều bạn bè, thì bây giờ mình giàu lên, tình nghĩa bạn bè vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi hết. Cái đó là nét đẹp đạo đức của người tín đồ vậy. Cho nên đó là mình không được lợi dụng tiền tài mà quên đi cái nhân nghĩa trong cuộc đời. Thật ra đó là trong cuộc đời này, đối với người tu, cái điều quan trọng nhất đó không phải là tiền, không phải là vàng, không phải là ngọc ngà châu báu đâu, mà chính là cái tâm thiện, là tấm từ bi đó quý vị đồng đạo. Tâm từ bi sánh thể ngọc ngà trong các báo, khó bì tấm thiện. Cho nên mình lấy cái tấm thiện, tâm từ bi làm chính, thì không vì tiền tài mà quên đi cái nhân nghĩa trong cuộc sống. Đức Thầy dạy tiếp: đừng ích kỷ. Chữ ích kỷ đó là riêng lo cho bản thân. Đừng ích kỷ tức là đừng riêng lo cho bản thân của mình, mà hãy sống vì người khác, hãy sống vị tha. Thật ra đó là mình tu hay mình tu chưa được hay, như thế nào đó thì cái tánh ích kỷ nó còn đang ẩn chứa trong con người của chúng ta vậy. Hàng ngày trong quá trình giao tiếp hoặc là mình đi làm việc thiện đó, mà đồng đạo chịu khó để tâm suy nghĩ lại, coi chừng mình làm việc thiện cũng là vì ích kỷ à, nghe quý vị đồng đạo. Có những người đồng đạo thì đôi khi làm việc thiện là không vì ích kỷ đâu, vì mỗi người. Nhưng mà mình không khéo thì mình làm việc thiện mà mình đã tăng lòng ích kỷ. Cho nên Đức Thầy đã khéo léo dạy ta là muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí mà diệt lòng ích kỷ. Là bởi vì nếu như mình bố thí mà không khéo là mình tăng lòng ích kỷ là nghe quý vị đồng đạo. Chúng ta có thể hiểu như thế này. Và quý vị suy nghĩ lại bản thân mình, có bao giờ mà mình bố thí mà tăng lòng ích kỷ không? Có bao giờ mình muốn bố thí mà mình còn nguyện giái, còn chờ thời gian không quý vị đồng đạo? Giả sử như bây giờ đó là trong tâm mình đó là muốn bố thí 5 triệu đồng. Muốn bố thí 5 triệu đồng mà hôm nay đó là mới chỉ có là ngày 29 tháng 3 thôi. Bố thí ngày thường này có lẽ là không được phước lắm đâu. Cho nên là mới tới bàn thờ mới nguyện giái là hôm nay ngày mấy tháng mấy là con xin nguyện với Đức Phật, xin nguyện với Đức Thầy, tới ngày 18 tháng 5 con sẽ bố thí 5 triệu đồng. Có bao giờ mình làm như thế không quý vị đồng đạo? Vậy nguyện bố thí 5 triệu đồng xong cái nó là xin cho con kiếp sau được giàu sang, được sung sướng, kiếp sau con được thành tiên gì đó. Nhưng mà nếu như đồng đạo mà mình bố thí mà còn như thế là mình phải hiểu rằng đó, bố thí ở đây mà nó không diệt lòng ích kỷ mà tăng lòng ích kỷ, mình bố thí vì bản thân. Phải không quý vị đồng đạo? Cho nên đó là nếu như mình không khéo thì đôi khi mình làm việc thiện cũng tăng lòng ích kỷ cho bản thân thôi. Cho nên bây giờ đừng ích kỷ là phải tập lối sống vị tha, sống vì người khác. Mình bố thí đây đó là thấy người ta nghèo, người ta khổ, mình có dư tiền đem ủng hộ cho người ta mà không cần gì hết. Hình ảnh bố thí rất là đẹp mà được Đức Thầy khen tặng trong giáo lý của Ngài, đó chính là ai quý vị đồng đạo? Là ai? Đó chính là ông Cấp Cô Độc đó quý vị đồng đạo. Cấp Cô Độc là nhà bá hộ còn đành lòng bố thí xả thân. Chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Ông Cấp Cô Độc đó là ông tên là Tu Đạt Đa đó quý vị đồng đạo. Ông sống bằng nghề buôn bán. Ông là một thương gia. Nhưng mà ông có lòng thương yêu, thấy ai nghèo khổ là ông giúp đỡ. Ông giúp đỡ những người cô độc, những người nghèo khổ. Và cuối cùng việc làm của ông quá tốt, cho nên người đời mới tặng cho ông tên là Cấp Cô Độc vậy. Cho nên đó là mình muốn diệt lòng ích kỷ là hãy sống vì người khác mà không vì bản thân mình. Đức Thầy dạy tiếp đó là xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Thật ra đó là trên bước đường hành đạo chúng ta dễ phạm vào lời dạy này lắm đó nghe quý vị đồng đạo. Đức Thầy dạy mình đó là mình chẳng nên, mình đừng xu phụng kẻ giàu sang mà phụ người nghèo khó.
Sư phụng kẻ giàu sang là như thế nào? Sư phụng có nghĩa là mình tăng bốc, mình nói khéo để được lòng, được lòng những cái người giàu. Khi mà thấy cái người nào có địa vị giàu sang rồi đó, mình vui tươi, mình niềm nở, mình đón tiếp, mình nói năng hoạt bát để làm chi? Để người ta thương mến mình. Nhưng mà nếu như chúng ta đối đãi như thế thì rất tốt, mà ngược lại mình gặp cái người nghèo khổ đó là mình phụ người nghèo khổ. Phụ tức là ăn ở bạc là mình xem thường. Thấy cái người nghèo khổ mà người ta tới gần mình rồi đó là tự nhiên cái mình không muốn gần người ta đâu. Giả sử như mình đang đứng ở ngoài cái cổng nhà mình đó, mà xa xa đằng kia gặp cái người nghèo khổ đi lại hướng mình là người này ghé nhà mình chứ không đâu hết. Thôi thì đóng cổng lại đi vào trong nhà liền thôi, không có gì đồng đạo. Người tàn tật đuôi cùi đói rách ít có ai để mắt nhìn vào, chuộng những người dù giọng sắc màu cậu với mợ ông thầy cô bác. Thị kẻ khó như rơm như rác, ta quá rầu đài cát văn minh. Cho nên đó là mình xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Đây là một cái cách ứng xử sai lầm mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta không được phạm vào. Tức là cái người nghèo khổ đến với mình làm sao phải tiếp đón người ta nồng hậu. Nhưng mà cái người giàu sang tới với mình cũng phải vui vẻ đón tiếp người ta. Đó là tư cách bình đẳng của một người tu vậy. Một ngày nào đó quý vị về tổ đình làng Hòa Hảo, quý vị muốn đi vào trong tổ đình đó, quý vị phải đi qua một cái cổng mà trên đó có đề bốn chữ là quý tiện đồng minh. Người giàu sang sung sướng và kẻ bần cùng nghèo khổ đều được đón tiếp giống như như nhau. Cho nên mình là một người tín đồ, nghe theo lời dạy của Đức Thầy trong quá trình ứng xử là làm sao đối với người nghèo và người giàu một cách bình đẳng, vui vẻ với mọi người vậy. Như vậy chúng ta mới thấy rằng trong điều răn cấm thứ ba này quá hay. Đức Thầy rèn luyện về cái đạo đức, cái cách chúng ta đối nhân xử thế có đạo đức ở trong cuộc sống này. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa vì thần thánh không can phạm đến ta. Trong điều răn cấm thứ tư này, Đức Thầy chỉ dạy người tín đồ đó là không được kêu trời Phật thần thánh để sai. Sai đây là sai khiến đó quý vị đồng đạo. Mà cũng không được kêu trời Phật thần thánh để nguyền rủa. Đây là hai ý mà Đức Thầy ngăn cấm không cho người tín đồ phạm. Thật ra đó thì trong cuộc sống thời điểm hiện nay thì nghĩ rằng đồng đạo chúng ta ít phạm vấn đề này lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng thì trong cuộc sống mình thấy vẫn có, phải không quý vị đồng đạo? Đôi khi ai làm cái gì sai mà nóng giận quá, cái trời Phật thần thánh ơi bắt để giật một người nào đó. Cho nên Đức Thầy mới chỉ dạy chúng ta là không được kêu trời Phật thần thánh mà sai. Thánh thần không phải thiếu tiền mà kêu mà réo xuống trần mà sai. Còn hoặc là có những người người ta nóng giận quá, người ta chửi rủa luôn cả thần thánh. Nóng giận quá rồi mà không biết bây giờ đó là chửi ai, mà ngay cả thần thánh người ta cũng chửi luôn. Tôi biết có một cái người này đó, sau quá trình mà làm ăn mà thất bại vì mưa gió quý vị đồng đạo, lỗ lã gần 1 tỷ đồng, đi ra ngoài trời tự nhiên la chửi trời Phật thần thánh. Nhưng mà quý vị gặp mấy người đó quý vị tránh xa xa nha quý vị đồng đạo, chẳng thôi mình mang dạ lây. Như vậy thì Đức Thầy dạy mình đó là mình không được kêu trời Phật thần thánh để sai hoặc là nguyền rủa gì. Đây là thể hiện mình mất đi cái đạo đức, mình không tôn kính người trên. Và để tránh phạm giả khẩu cho nên chúng ta không, chúng ta cần phải thực hiện điều răn cấm này. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào. Vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Trong 8 điều răn cấm đó, nếu như điều nào mà Đức Thầy sử dụng số từ ngữ ít nhất đó, thì đó chính là điều thứ tư. Chỉ có 25 từ thôi.
Nhưng mà nếu như cái điều răn cấm nào mà Đức Thầy sử dụng số từ ngữ nhiều nhất thì đó chính là điều răn cấm thứ 5. Điều này có 72 từ. Nhưng mà điều răn cấm thứ 5 này tuy dài nhưng mà thật ra trong đây có hai ý thôi đó quý vị đồng đạo. Ý thứ nhất là Đức Thầy không cho người tín đồ ăn thịt trâu chó bò. Và ý thứ hai là Đức Thầy ngăn cấm người tín đồ không được phép sát hại sanh vật trong quá trình cúng tế. Chỉ có hai ý thôi. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là tại sao Đức Thầy ngăn cấm không cho người tín đồ ăn thịt trâu, chó và bò? Đôi khi ở bên ngoài đó, người ta tìm hiểu chưa có kỹ, chưa rõ, cho nên người ta nói rằng người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có tin, có tôn thờ những cái con vật linh, không ăn thịt nó, chính là con trâu, con chó và con bò. Nói như thế là sai lầm. Và sau khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta mới thấy rằng Đức Thầy ngăn cấm không cho người tín đồ ăn thịt trâu, chó, bò. Đây không phải là những con vật linh, mà đây chính là vì vấn đề ân nghĩa đó quý vị đồng đạo. Đối với con trâu và con bò, đối với hai con vật thì này quý vị biết rằng đây là hai con vật mà rất là có ích lợi đối với đất nước Việt Nam, đối với dân tộc Việt Nam vậy. Ngược dòng thời gian cách đây khoảng cả chừng 30-40 năm thôi, quý đồng đạo nào mà khoảng 70 mấy, tôi nghĩ rằng đồng đạo hiểu rất rõ. Giai đoạn đó là giai đoạn đất nước Việt Nam rất là chậm phát triển về công nghiệp, nhưng mà nông nghiệp đó chính là cái thế mạnh của đất nước ta. Ở miền Nam thì có đồng bằng sông Cửu Long, mà ở miền Bắc là có đồng bằng sông Hồng. Đây là hai cái đồng bằng được xem như là hai cái dựa lúa để giúp cho nền kinh tế của đất nước Việt Nam được phát triển. Nhưng mà trong giai đoạn mà nền công nghiệp chưa phát triển thì bây giờ muốn cày ruộng thì làm sao có cái máy cày để mà cày đấy. Cho nên đó là phải sử dụng cái con trâu, con bò ra cày ruộng, phải không quý vị đồng đạo? Mà bây giờ muốn kéo lúa mà sức người không có, làm sao mà kéo lúa đây, thôi thì sử dụng con trâu, con bò nó kéo lúa. Cho nên đó là từ ngàn xưa ca dao Việt Nam đã từng nhắc tới con trâu và con bò. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta, cấy cày vốn nghiệp nông gia ta đây, trâu đấy ai mà quản công. Như vậy con trâu và con bò là những con vật đã giúp ích cho nền kinh tế của đất nước Việt Nam trong một giai đoạn mà công nghiệp chưa phát triển, cho nên chúng ta là người tu, mình nhớ ân nghĩa nó, mình không ăn thịt nó vậy. Còn con chó như thế nào quý vị đồng đạo? Con chó thì chúng ta biết rằng nó rất là thông minh. Con chó rất là khôn ngoan. Con chó rất là trung thành. Nếu như đồng đạo nào có nuôi chó, đó là hôm nay quý vị đi nghe thuyết giảng về, chó tự nhiên chạy ra mừng chúng ta. Nhưng mà một hôm nào đó tâm trạng mình không vui, nó mừng, nó quấn quýt mình, bực quá mình đánh nó, đau nó chạy chút vẫn lại mừng mình thôi. Nó trung thành với chủ mà. Và con chó thì nó, cái thính giác của nó là phải nói là rất là thính. Chỉ cần nghe tiếng động nhỏ thôi, cái phản ứng của con chó nó sẽ sủa. Mà nếu như con chó mà nó sủa khi nghe tiếng động thì giúp cho chúng ta cảnh giác về trộm cắp được tốt hơn. Cho nên con chó là trung thành với ta, con chó giúp chúng ta giữ gìn nhà cửa, cho nên con chó chúng ta cũng không nên ăn thịt nó. Và để thấy rõ hơn về vấn đề này, Đức Thầy đã dạy mình một câu đó quý vị đồng đạo. Đối với các gia súc trâu, bò, ngựa, chó, mèo chẳng khá sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các việc sinh hoạt hàng ngày. Chẳng những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình không ăn thịt con trâu, con chó, con bò, nhưng mà con ngựa, con mèo, con nào có lợi ích cho môi trường, con nào có lợi ích cho con người, chúng ta không được phép ăn vậy. Cho nên Đức Thầy ngăn cấm chúng ta không được ăn thịt những cái con vật này, đó chính là vì vấn đề ân nghĩa, chứ không phải đây là những cái con vật linh vậy. Đức Thầy dạy mình đó là không được sát hại sanh vật trong quá trình cúng tế. Vấn đề cúng tế thì thời điểm hiện nay tôi thấy là hạn chế lắm rồi. Nhưng mà ngày xưa thì người ta đôi khi có cái quan niệm rằng mình bệnh là do có những người khuất mặt, người ta quở phạt.
Cho nên khi bệnh đó là phải tìm cách cúng tế. Mình phải nguyện giái cúng cho ai đó là con gà, con vịt, hoặc là nhiều khi cái thủ dĩ, cái đồng heo, phải không có gì đồng đạo, để cho mình được hết bệnh. Nhưng mà Đức Thầy ngăn cấm không cho người tín đồ làm việc đó. Người tín đồ nào mà lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn mà sát hại sanh vật cúng tế là đồng đạo đó đã phạm vào trong điều răn cấm thứ năm rồi. Nhưng mà Đức Thầy mình chỉ dạy đó, Ngài đã cũng giải thích rõ cho chúng ta thấy rằng nguyên nhân nào Đức Thầy không cho chúng ta cúng tế vậy. Đức Thầy giải thích như thế này: vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Tức là thần thánh là những bậc chánh thần, người ta không bao giờ ăn của hối lộ, tức là không bao giờ ăn của cúng kiến mà làm cho quý vị được hết bệnh đâu. Đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi họa làm mai. Đó là sự xác định của Đức Thầy. Như vậy thần thánh không ăn của hối lộ, cho nên quý vị không cần phải sát hại sanh vật để mà cúng tế vậy. Vấn đề thứ hai Đức Thầy lý giải đây chính là vấn đề nhân quả đó quý vị đồng đạo. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Làm tội đó là nhân. Làm tội bằng cách là mình nói sai, mình làm sai, mình suy nghĩ sai. Nhưng mà hưởng tội là mình gặp cái hoàn cảnh đau khổ đó, là chính là cái quả. Và Đức Thầy xác định rõ hơn là rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Quá rõ phải không quý vị đồng đạo? Rủi ốm đau là bởi vì đời trước mình làm sai, hoặc là ngay hiện kiếp này làm quá nhiều điều ác rồi, cho nên là chúng ta mới bị bệnh hoạn. Như vậy nhân quả thì như thế nào quý vị đồng đạo? Nhân quả thì nghiêm minh, quý vị cúng 1000 lần đi nữa không thay đổi được nhân quả đâu. Luật nhân quả thật là cao diễn mà suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Cho nên nhân quả nghiêm minh, quý vị cúng tế không bao giờ hết bệnh, cho nên không cần phải cúng tế. Nhưng mà mình nói rằng cúng không hết bệnh, mà quý vị có thể, ở đây có ai nói rằng, dám nói rằng cúng tế hết bệnh không? Nhưng mà thật ra đôi khi mình thấy rằng Đức Thầy chỉ dạy là mình không được sát hại sanh vật để cúng tế. Mình cho rằng cúng tế không hết bệnh, nhưng mà bây giờ giả sử như mai mốt mình gặp nhà kế bên mình, con ta bệnh quá nặng mà tại sao ông cúng, ông mới cúng tế đi, cái lê quay con ông hết bệnh. Lúc đó quý vị lý giải như thế nào? Nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta biết bằng một cái đoạn này để khai mở chúng ta có một cái nhìn mới. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Lời giải thích này chúng ta mới thấy rằng cúng tế hết bệnh nha quý vị đồng đạo. Nhưng mà cái hạng mà cúng tế mà làm cho mình được hết bệnh là hạng tà thần. Mà Đức Thầy xác định mình đó là nếu mình cúng tế thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta, không có lợi đâu. Bọn tà ma quỷ quái hôm nay quý vị cúng, nó ăn nó làm cho mình hết bệnh, mai mốt nó thèm ăn nữa, chạy ngay lại nhà mình làm cho mình bệnh, mình cúng nó hết bệnh. Cứ ăn rồi làm hết bệnh, ăn làm hết bệnh, mai mốt nó chạy lại nhà mình ăn con nhỏ nhỏ nó quen rồi, hôm nay nó đòi con lớn hơn. Nhưng mà mình không hiểu là nó đòi con lớn cho nên đem con nhỏ đi cúng nó nữa, rồi mà nó giận lên nó kéo mình đi luôn cái rồi, nghe quý vị đồng đạo. Cho nên nó là cúng tế bọn chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta, không có lợi. Như vậy thì mình thấy rằng trong điều răn cấm thứ năm này Đức Thầy dạy mình hai ý: thứ nhất là không ăn thịt trâu chó bò vì vấn đề ân nghĩa, và thứ hai là không nên sát hại sanh vật để cúng tế vì đây chính là mê tín dị đoan và việc làm này không lại đem lại cái kết quả tốt được. Đức Thầy dạy tiếp điều thứ sáu: ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối rách tàn tật. Trong điều răn cấm thứ sáu này Đức Thầy dạy mình đó là không được đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo.
và đốt giấy tiền, vàng bạc, giấy quần áo hoặc là xá phướng, lầu kho. Đây là một cái hủ tục từ ở bên Trung Quốc mà nó lan truyền sang đất nước Việt Nam. Vì nó đã lan truyền lâu rồi cho nên nó đã ăn sâu vào tâm não của con người Việt Nam. Và người ta luôn nghĩ rằng đó, khi con người chết đi, linh hồn sẽ xuống âm phủ, phải không quý vị đồng đạo? Ngay cả đôi khi mình tu rồi mà nếu như mình chưa tìm hiểu đạo sâu sắc đó, cũng nghĩ rằng đó là mình chết đi là phải xuống âm phủ. Nhưng mà bây giờ đó là nếu như mà cái người thân mới chết đi mà linh hồn xuống dưới âm phủ rồi thì lúc đó không có cái phương tiện để mà sống ở dưới. Cho nên bây giờ đó là trong gia đình mà có người thân chết đi rồi đó thì trước tiên đó là làm sao phải gửi quần áo xuống. Nhưng mà gửi quần áo ở đây là Đức Thầy diễn tả là giấy quần áo không quý vị đồng đạo? Gửi quần áo bằng cái cách đó là giấy quần áo. Mà quý vị nghĩ cái mình làm nó có kỳ lạ lắm không? Người thân mình đó là giả sử như sống bình thường là cao 1m6, gửi xuống cho người thân mình 5 bộ đồ quần áo gì đó mà đo ra có 1 gang hả? Và quý vị hãy thử nghĩ 1 gang đó mà bắt người thân mình mặc, mà trong khi người thân mình 1m6 mặc như thế nào? Rồi bây giờ gửi quần áo xuống xong rồi, nhưng mà bây giờ không có nhà, mưa gió làm sao ở được? Thôi thì làm sao phải đưa xuống căn nhà, phải không quý vị đồng đạo? Đưa mà nhà lá không chịu đâu, bây giờ phải đưa nhà tường, đưa nhà ngói xuống. Nhưng mà đưa xuống dưới thì đưa mà nhìn kỹ lại căn nhà bất quá chiều ngang 3-4 tấc, chiều cao 5-6 tấc. Mà hỏi cái người thân mình căn 1m6, bây giờ đưa nhà xuống cho người thân mình ở, nhà thân người thân mình chung vô trong đó, có cách là còng lưng mà ngạt thở chết luôn, nó phải không quý vị đồng đạo? Đưa xuống căn nhà rồi mà bây giờ xuống dưới mà không có tiền để xài thì cái điều này muốn lo lót trong diêm vương sao lo được? Đây thôi thì phải gửi tiền xuống. Gửi tiền mà mình là người Việt Nam không chịu gửi tiền Việt Nam, đâu phải gửi tiền đô. Gửi tiền đô không hả? Nhưng mà đồng đạo quan sát kỹ cái tiền đô là mình nói là nói cho vui thôi, chứ thật ra là đô này là đô giả nha quý vị đồng đạo. Gửi đô giả hay là đô thiệt quý vị đồng đạo? Đô giả không hả? Mà mình thấy trên dương gian này đó, nếu như là người Việt Nam mà ai xài tiền giả là người đó phải bị luật pháp trừng trị thôi. Và Diêm Vương cũng như thế. Quý vị gửi tiền đô xuống dưới mà đây là cái tiền đô giả cho người thân mình xài, người thân mình cũng đâu biết gì đâu. Trên nhà gửi xuống tôi đem đi xài, nhưng mà cuối cùng Diêm Vương phát hiện là đô la giả, bắt ông này đưa vào tù, phải không quý vị đồng đạo? Làm cho người thân mình khổ hơn nữa. Gửi tiền rồi nhưng mà bây giờ đó là xuống dưới xa quá. Xa quá thôi, làm sao phải đưa xuống cái chiếc điện thoại nữa, phải không quý vị đồng đạo? Có mua điện thoại nhớ mua đắt tiền nha quý vị đồng đạo. Gửi điện thoại xuống mà mới hôm nay buổi chiều mình gửi cái điện thoại xuống, mà sao mình đang ngủ lúc đó tự nhiên điện thoại reo, giật mình cái khung 12 giờ 1 giờ đó. Nhìn tới nhìn lui số lạ lạ, vừa bắt máy lên nói, giả sử như chồng mình chết, nói vợ ơi chồng về nè. Mà nếu như quý vị nghe một cái đó là không còn nghe được nữa đâu, quăng điện thoại ma về, phải không quý vị đồng đạo? Cho nên đó là đôi khi mình làm những cái chuyện nó kỳ quá lắm. Cho nên là những việc này là Đức Thầy khẳng định là không cho chúng ta làm việc đó. Giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo, xá phướng, lầu kho, Đức Thầy ngăn cấm không cho chúng ta làm. Nhưng mà Đức Thầy giải thích rõ à, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta. Đức Thầy xác định rõ nha quý vị đồng đạo, cõi âm phủ là không ăn của hối lộ đâu. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hối. Dân chúng chớ nên đốt giấy tiền, bởi vì Diêm Chúa chẳng tình riêng. Phán quan tả hữu không dùng hối, nên phải dạy dân bỏ giấy tiền. Diêm Vương không ăn của hối lộ, cho nên quý vị có gửi xuống dưới bao nhiêu đi nữa thì người thân mình không xài được đâu. Đức Thầy khẳng định bằng cách là mà cũng không xài được nữa. Làm sao mà xài được, phải không quý vị đồng đạo? Nếu như có một câu hỏi được đặt ra, quý vị ngồi trong hội trường này có ai biết được cõi âm phủ không? Biết không quý vị đồng đạo? Rồi ở dưới người ta có xài tiền không?
Và ở dưới cái phương tiện sống như thế nào có ai biết không? Quý vị nào biết đưa tay lên trả lời, quý vị trong đó ai trả lời không biết là trả lời trung thực á. Còn ai trả lời biết là đôi khi mình cỏ dưới mình mới về, phải không quý vị? Thật ra mà nếu như mà chúng ta không biết mà chúng là ta làm đó là mê tín dị đoan á, mà Đức Thầy khẳng định là không xài được nữa. Và Đức Thầy mình là Phật, Ngài chỉ dạy quá hay. Đồng tiền sử dụng vào việc này là cái đồng tiền mê tín dị đoan, nó không phù hợp. Cho nên đây là cái đồng tiền nó lãng phí. Đức Thầy dạy mình đó là phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối rất tàn tật. Làm một cái việc mà nó không đem lại hiệu quả thì thôi, bây giờ Đức Thầy dạy mình dùng đồng tiền đó để bố thí giúp đỡ cho những người lỡ đường đối rất tàn tật, đem lại lợi ích ngay trong cuộc đời, tạo ra phước đức bố thí cho người, hồi hướng cho người thân. Đây là việc làm Đức Thầy chỉ dạy chúng ta. Cho nên trong điều răn cấm thứ 6, Đức Thầy dạy mình tránh mê tín dị đoan mà làm việc làm đem lại lợi thiết thực trong cuộc đời này vậy. Điều thứ 7, đứng trước mọi việc chi, về sự đời hay đạo đức ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Trong điều răn cấm thứ 7 này, Đức Thầy dạy người tín đồ đó là đứng trước bất kỳ một cái công việc gì đó, dù là việc đời hay việc đạo, trước khi muốn nhận định chúng ta cần phải suy xét cho minh lý. Thật ra đó là trong đời sống tu hành, nhưng mà đôi khi mình cũng dễ phạm lắm đó quý vị đồng đạo. Đứng trước một sự việc mà nếu như bảo mình nhận định đó là đôi khi đó là mình cứ nhận định theo cái thông thường thôi. Mình không có để tâm mà suy xét cho minh lý, cho rõ ràng, cho thấu đáo đâu. Mà nhận định như thế là dễ sai lắm đó quý vị đồng đạo. Cho nên nếu như mình đứng ở cái góc độ muốn phán đoán một vấn đề, Đức Thầy dạy ta là làm sao phải cẩn thận, phải xem xét nhiều góc độ, nhiều khía cạnh khác nhau trước khi muốn nhận định nó đúng hay là sai vậy. Thật ra đó là mình đừng bao giờ nghĩ rằng đó là tôi thông minh lắm, đừng bao giờ nghĩ rằng đó là tôi giỏi lắm, đừng bao giờ đó là tôi đã sống trong đời mấy chục năm rồi cho nên là mọi sự việc là tôi nhìn cái tôi biết liền. Mà thật ra trong cuộc sống này có một cái vị thánh mà chúng ta luôn tôn thờ, đó chính là Đức Khổng Tử đó quý vị đồng đạo. Đức Khổng Tử là một bậc thánh trong thiên hạ mà đôi khi có những việc mà Ngài chính mắt thấy mà vội vàng phán đoán còn sai với sự thật đó quý vị đồng đạo. Câu chuyện kể như thế này: Đức Khổng Tử dẫn một số người đệ tử của Ngài đi sang đất nước Tề để mà giảng đạo. Mà Đức Khổng Tử thì sống trong cái thời kỳ chiến tranh loạn lạc, cho nên đó là cái cuộc sống của con người thời điểm đó nghèo khổ lắm. Ngài vừa vào địa phận đất nước Tề thì được một cái người nhà giàu đem tặng cho Đức Khổng Tử một ít gạo. Nếu như thời điểm hiện nay mà tặng gạo là không có là vấn đề gì hết. Nhưng mà bởi vì Đức Khổng Tử sống trong cái hoàn cảnh mà con người quá nghèo khổ, cho nên là gạo quý hơn vàng, cho nên tặng gạo là quý lắm. Sau khi nhận gạo xong, Đức Khổng Tử mới phân phát công việc. Ngài mới chọn lựa là ông Nhan Hồi mới phân phát: này Nhan Hồi, con đem gạo đi nấu cơm. Này Tử Lộ, con hãy cùng với anh em đi hái rau về nấu canh ăn. Sau khi phân phát công việc xong đó, Đức Khổng Tử mới tìm cái chỗ để mà nằm nghỉ. Và trong khi Ngài đang nằm nghỉ đó một hồi thì bỗng đâu nghe ở dưới nhà bếp có cái tiếng cợp cợp vọng lên. Đức Khổng Tử mới giật mình quay xuống nhà bếp thì nhìn thấy ông Nhan Hồi một tay thì dở nắp dung, một tay thì cầm đũa bếp đang xới cơm. Ông xới một chút thì bắt đầu bỏ nắp dung xuống, mới lấy cái đũa bếp dứt cơm bỏ vào trong lòng bàn tay, ông dắt lại thành một giấc cơm. Sau khi dắt một giấc cơm thì đứng đó một chút, ông Nhan Hồi ăn giấc cơm đó.
Và cái hình ảnh mà Đức Khổng Tử thấy như thế, Đức Khổng Tử vô cùng thất vọng. Bởi vì đó là ông Nhan Hồi, đó là vì đói bụng mà bây giờ đánh mất cái chữ lễ, là nấu cơm mà ăn vụng cơm, phải không quý vị đồng đạo? Nhưng mà Đức Khổng Tử là người trí, gặp sự việc Ngài không có la, không có rè liền đâu. Ngài đợi cho ông Nhan Hồi nấu cơm canh xong dọn lên, Đức Khổng Tử mới bắt đầu khơi dậy câu chuyện. Này các môn đệ, đã mấy ngày rồi thầy trò chúng ta sống trong cảnh đói khát. Có bữa thì ăn rau, có bữa thì ăn cháo, có bữa thì không có gì để ăn. Hôm nay được một bữa cơm thịnh soạn như thế này, thầy muốn dâng cúng cho xong thân thầy bữa cơm hôm nay, các trò nghĩ như thế nào? Nói như thế thì những người môn đệ khác mới hô to lên, thầy nghĩ như thế rất đúng. Nhưng mà đặc biệt là ông Giang Hồi, ông đứng lặng thinh, ông không nói một tiếng nào hết. Lúc đó Đức Khổng Tử mới xây sang ông Giang Hồi, Đức Khổng Tử mới hỏi: Này Giang Hồi, ta muốn dùng bữa cơm hôm nay để dâng cúng cho xong thân, nhưng mà liệu rằng bữa cơm hôm nay còn trong sạch không? Hỏi như thế thì những người đệ tử khác không hiểu, nhưng mà ông Nhan Hồi ông hiểu ngay, và ông mới giải thích như thế này: Thưa thầy, lúc nãy trong khi con nấu cơm, con đổ nồi cơm nó gần chín, con mới dở nắp dung nồi cơm lên xem nó như thế nào, nhưng mà không may có một cái luồng gió thổi ngang, có bụi, có bồ hông, nó rớt vô trong nồi cơm, con đậy lại mà không kịp. Con phải đợi cái luồng gió nó thổi qua rồi, con mới dở nắp dung nồi cơm ra, con mới xới cái lớp cơm bẩn ở trên đó, con mới dứt, con bỏ nó đi. Nhưng mà ban đầu thì con định bỏ, nhưng mà sau này con suy nghĩ lại, đó là thầy trò chúng ta sống trong cảnh đói khát mà bỏ phần cơm bẩn này nó quá uổng đi. Cho nên là con đã mạo muội vô phép thầy, vô phép huynh đệ. Con ăn cái phần cơm bẩn đó, và bữa nay con không ăn cơm nữa, con chỉ ăn rau thôi. Nghe ông Nhan Hồi giải thích như thế, Đức Khổng Tử mới ngửa mặt lên trên trời để mà than: Chao ôi, chính những việc mắt ta thấy mà đôi khi ta còn phán đoán sai với sự thật, huống chi là những việc ta chỉ nghe đồn đãi ở ngoài tai. Xuất tí nữa ta đã nghi quan cho đứa học trò thân yêu của ta, xuất tí nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ rồi. Và câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng Đức Khổng Tử rất là thông minh, rất là tài trí, phải không quý vị đồng đạo? Mà đôi khi chính mắt Ngài tường tận thấy ông Nhan Hồi dứt cơm bỏ vô lòng bàn tay, dắt lại để ăn cơm, thì ông phán đoán rằng đó, ông Nhan Hồi vì đói quá cho nên là ăn vụng cơm. Nhưng mà sự việc khi tìm hiểu ra thì đâu phải như thế đâu, nó ở một cái phương diện khác. Cho nên Đức Thầy dạy mình là cái người tu rồi, muốn nhận định, muốn phán đoán, dù là việc đời, dù là việc đạo, ta cần phải suy xét cho minh lý. Có nghĩa là không nên vội vàng phán đoán trong khi mình chưa hiểu được cái vấn đề. Cho nên đó là chúng ta muốn nhận định đúng vấn đề là cần phải suy xét cho thấu đáo. Nói cách khác, đồng đạo cần phải rèn luyện tu tập chánh kiến thì mới có thể phán đoán chuẩn được mọi vấn đề trong cuộc đời. Cho nên muốn thực hiện điều răn cấm thứ 7, chúng ta cần phải cẩn thận và chúng ta cần phải tu tập về chánh kiến vậy. Điều thứ 8, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Như vậy thì trong điều răn cấm thứ 8 này, Đức Thầy dạy người tín đồ là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Mình là người tu rồi, mình đều là người tín đồ, đều là đệ tử của Đức Thầy. Đức Thầy mình là Phật, Đức Thầy mình là cha lành, mình chính là con đó quý vị đồng đạo. Thì làm sao bây giờ mình phải thương được những người trong cuộc đời này giống như là con một cha vậy? Nhưng mà tình thương này mình khó thể hiện lắm, phải không quý vị đồng đạo? Mình chỉ thương được những người dễ thương, thương được những người ủng hộ, lo lắng cho mình thôi.
Còn những người khó thương rồi, đôi khi chúng ta không thương được. Nhưng mà bây giờ làm sao phải rèn luyện tu tập như thế nào đó để cho tình thương yêu mình đó được lan rộng nhiều hơn. Đôi khi hôm nay đó, vì mình tu tập lòng thương yêu chưa có sâu sắc lắm, trong hội trường chừng 200 đồng đạo thôi mà có người mình thương được, mà có người không thương được, phải không quý vị đồng đạo? Hôm nay có ai mà ngồi trong hội trường này mà mình thấy có những người kia mắt tựa kim châm không? Nhưng mà nếu mình lỡ có như thế thì bây giờ rèn luyện về nhà tu tập làm sao đó là để chừng nào đây tổ chức thuyết giảng dù đông hơn nữa mình thương được hết tất cả những đồng đạo trong đây. Và mình phải thương được những người ở trong thị trấn này, trong huyện này, trong tỉnh này, mà chẳng những mình thương con người ở miền Nam mà còn miền Trung, miền Bắc, mà còn thương được tất cả mọi người. Cho nên đó là chúng ta làm sao phải thương yêu lẫn nhau như con một cha vậy. Rồi làm sao phải dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đây là sự chỉ dạy của Đức Thầy. Mình đã gặp con thuyền Bát Nhã có lý nào ích kỷ tu thân, phải không quý vị đồng đạo? Mình gặp đạo rồi thì đừng bao giờ mà chỉ là tu để cho mình được thành công đắc quả riêng mình thôi. Làm sao phải dìu dắt ủng hộ cho mọi người tu hành, đó là việc cần thiết. Thật ra ở trên đây mà chúng tôi đứng, chúng tôi nhìn xuống, hội trường thì đông lắm. Nhưng mà nếu như hội trường này mà mình đếm cái người mà 30 tuổi trở xuống đó, chưa chắc gì được 10 người nha quý vị đồng đạo. Khoảng 6-70 tuổi không à. Mà nếu như mình không dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, mà quý vị giữ cái tinh thần này, hội trường này đó 30 năm sau trở về đây còn ai đó. Cho nên đôi khi mình tu học lời dạy của Đức Thầy là dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, đôi khi chúng ta phải suy nghĩ lại. Giả sử như đồng đạo hôm nay tới đây mà nghe thuyết giảng đó, con cháu mình rảnh đó, mình rủ nó đi. Con ơi chở nội đi, con ơi chở ngoại đi, con ơi chở cha đi, chồng ơi chở vợ đi gì đó. Mà nếu như mình rủ được nhiều người như thế thì trong hội trường này sẽ có những người trẻ. Mà những người trẻ tới đây không ngồi trong hội trường này, đứng ở ngoài kia, nhưng mà cũng gieo duyên với Phật Pháp rồi, gieo duyên với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rồi, sau này nó giác ngộ, nó chính là tương lai của đạo chúng ta vậy. Cho nên đó là làm sao mình phải dìu dắt lẫn nhau vào cái con đường đạo, đó là trách nhiệm của chúng ta vậy. Đức Thầy xác định, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Đức Thầy khẳng định là nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng là người đó được về nơi cõi Tây Phương, là được giảng sanh về miền Cực Lạc đó quý vị đồng đạo. Nhưng mà đôi khi trong quá trình tìm hiểu thì cái từ trọn lành trọn sáng này, chúng ta thấy đôi khi có những người hiểu khác nhau. Có những đồng đạo giải thích rằng đó là trọn lành, đó là mình không phạm vào 10 điều ác, mình làm được 10 điều thiện, đó là mình trọn lành. Mà trọn sáng tức là mình tu tập theo bát chánh đạo thì nó không còn mê nhiễm nữa thì gọi là trọn sáng. Như vậy giữ đặng trọn lành trọn sáng đó là làm được 10 điều thiện, tránh 10 điều ác, thực hành bát chánh đạo là trọn lành trọn sáng. Tôi thì tôi không hiểu như thế. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, giữ ở đây đó là, đây là cái câu này, cái câu kết, giữ là phải giữ 8 điều răn cấm, phải không có giữ đồng đạo? Trọn lành trọn sáng phải là trong 8 điều răn cấm, chứ không thể là cái phương diện khác được. Mình hiểu trọn lành, trọn lành tức là không phạm ác, trọn lành là làm được cái điều thiện. Vấn đề nào Đức Thầy dạy mình tránh ác làm thiện, mình làm được tất cả những vấn đề đó thì gọi là trọn lành. Mà nếu như mình làm mà còn sơ sót một chút là chưa phải trọn lành nha quý vị đồng đạo. Ở đây đại nét chúng ta có thể hiểu từ điều răn cấm thứ nhất cho đến điều răn cấm thứ tư, mình giữ toàn vẹn hết không còn sai lầm nữa, đó chính là trọn lành. Bởi vì trong đây Đức Thầy dạy mình tránh ác, mình làm thiện. Và từ điều răn cấm thứ 5 cho đến điều răn cấm thứ 8, đại nét là mình không ăn thịt trâu chó bò, là mình nhớ ân nghĩa là trí tuệ. Mình không đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo xá phướng lầu kho là trí tuệ. Mình suy xét minh lý đó là trí tuệ. Thương yêu lẫn nhau như con một cha là trí tuệ.
Cho nên ai giữ được từ điều răn cấm thứ 5 cho đến điều răn cấm thứ 8 một cách toàn vẹn thì gọi là trọn sáng vậy. Nói cách khác, giữ đặng trọn lành trọn sáng là thực hiện đúng toàn vẹn 8 điều răn cấm. Đức Thầy khẳng định đó là về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, đồng đạo này sẽ được giảng sanh nơi miền Cực Lạc. Và câu này chúng ta hiểu rằng lợi ích của quá trình giữ giới vậy. Trong giáo lý nhà Phật, người ta nhận định rằng tam thế Phật pháp giới di căn bản, bản nhi bất tu, đạo diễn hồ tai. Nghĩa là Phật pháp ba đời đều lấy giới luật làm căn bản mà không lo tu thì việc thành đạo còn xa vời lắm. Hoặc là giới minh như Nhật Nguyệt, việc như Anh Lạc Châu, Di Trần, Bồ Tát chúng do thị thành chánh giác. Tức là giới thì sáng như mặt trời mặt trăng, giới giống như là chuỗi châu Anh Lạc mà vô số các vị Bồ Tát nhờ tu tập giới luật cho nên được đắc thành Phật quả. Nói cách khác, giới luật là con đường để chứng đắc đạo đạo quả, là con đường giải thoát mà Đức Thầy đã dạy chúng ta giữ đúng 8 điều răn cấm được giảng sanh về miền Cực Lạc. Đây chính là lợi ích của giới luật. Tu tập đúng 8 điều răn cấm, ai giữ trọn lành trọn sáng, người đó sẽ được giảng sanh về miền Cực Lạc. Nhưng mà ngày xưa khi mới tu thì chúng tôi có cái ý nghĩ sai lầm, cứ ngỡ rằng đó là mình giảng sanh về miền Cực Lạc là mình thành Phật. Đồng đạo có nghĩ như thế không? Nhưng mà đọc câu này mình mới hiểu là về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn. Về nơi cõi Tây Phương đó thì không còn sanh tử luân hồi nữa, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ. Nhưng mà thành Phật thì chưa thành Phật đâu, cho nên Đức Thầy dạy chúng ta phải học đạo cho hoàn toàn. Mà học đạo cho hoàn toàn mình mới trở về cái cuộc đời này, Đức Thầy dạy mình là cứu vớt chúng sanh. Và khi mà chúng ta đọc cái từ cứu vớt chúng sanh, chúng ta mới thấy trong cái điều răn cấm thứ 8 này, Đức Thầy dạy là cái từ là dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức đó quý vị đồng đạo. Ta thấy Đức Thầy sử dụng hai từ này quá hay. Dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức là ở phương diện chúng ta đang tu hành. Mình chưa chứng đạo thì mình không thể nói là cứu vớt được. Cho nên Đức Thầy dạy mình là dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nhưng mà mình học đạo cho hoàn toàn thì mình trở về cuộc đời này để mình cứu độ chúng sanh, thì Đức Thầy đã dùng cái từ là cứu vớt chúng sanh. Lúc này ta đã trở thành người chứng đạo thì không còn là dìu dắt nữa mà cứu vớt chúng sanh. Phải nói rằng Đức Thầy đã sử dụng từ ngữ quá tuyệt vời. Cho nên đó là chúng ta thấy rằng giữ đặng trọn lành trọn sáng, tức là làm đúng 8 điều răn cấm, sẽ được giảng sanh về miền Cực Lạc. Học đạo cho hoàn toàn để trở lại cứu vớt cuộc đời. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa xét, người cho tột xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Đoạn kết này Đức Thầy dạy người tín đồ lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng, tức là phải học đọc giáo lý của Đức Thầy. Và khi học đọc giáo lý của Đức Thầy, chúng ta đó là phải giữ những cái tục lệ chân chánh. Chẳng hạn như là thờ cúng ông bà tổ tiên cha mẹ, thờ cúng những vị anh hùng của đất nước quê hương. Đây là những cái tục lệ chân chánh chúng ta cần phải giữ. Nhưng mà phải bỏ những cái điều mê tín dị đoan thái quá, chẳng hạn như là sát hại sanh vật cúng tế, giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo xá phướng lầu kho vân vân, đó là những việc chúng ta cần phải bỏ. Và Đức Thầy dạy mình trên bước đường tu đó thì đạo pháp thường hay dung giới hòa. Đạo dạy chúng ta là phải thể hiện cái tinh thần dung hòa. Cho nên mình tu tập dù có hay có giỏi như thế nào là cũng không nên bắt bẻ những người khác. Thể hiện được cái tinh thần dung hòa trên bước đường tu. Mà nếu như mình muốn bắt lỗi người khác đó, thì mình cần phải xét lại bản thân mình. Xét người cho tột xét thân ta. Mà nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Thấy rằng mình lỗi, người lỗi, mình thông cảm tha thứ. Mai mốt mình sai lầm, người khác sẽ thông cảm tha thứ cho ta. Như thế thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp, an vui, hạnh phúc lắm. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, lời dạy của Đức Thầy thì rất là sâu sắc. Bản thân tôi thì không làm sao mà trình bày hết được những gì mà Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta. Nhưng mà sau khi tìm hiểu 8 điều răn cấm, chúng ta mới thấy rằng đó là 8 điều răn cấm đơn gọn thôi, nhưng mà cái nội dung ý nghĩa trong đây quá sâu sắc không quý vị đồng đạo. 8 điều răn cấm thì không nhiều bằng 250 giới của hàng tỳ kheo. Một người nam xuất gia mà thọ cụ túc giới trở thành tỳ kheo phải giữ 250 giới. Một người nữ xuất gia thọ cụ túc giới phải giữ 348 giới. Nhưng mà đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là chúng ta chỉ giữ 8 điều răn cấm thôi.
8 điều răn cấm không nhiều bằng 250 giới, không nhiều bằng 348 giới. Nhưng mà trong đây nội dung ý nghĩa tương đồng với tam tụ tịnh giới của hàng Bồ Tát đó quý vị đồng đạo. Đối với các vị Bồ Tát trên bước đường tu tập không giữ nhiều giới đâu, Bồ Tát giữ có 3 giới thôi. Đó là nhiếp luật nghi giới, tức là không làm những điều ác. Nhiếp thiện pháp giới là làm những điều lành. Nhiếp chúng sanh giới là làm đó cho chúng sanh. Và sau khi mình tìm hiểu như thế mới thấy rằng trong 8 điều răn cấm thể hiện được tam tụ tịnh giới ở trong đó. Nhiếp luật nghi giới tức là điều nào mà Đức Thầy dạy mình ta chẳng nên, không nên đó, thì đây là nhiếp luật nghi giới. Điều thiện Đức Thầy dạy mình làm chẳng hạn như phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường, cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận, đây chính là nhiếp thiện pháp giới. Mà nhiếp chúng sanh giới bằng cách là dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, bằng cách học đạo cho hoàn toàn nặng trở lại của giới chúng sanh. Như vậy là trong 8 điều răn cấm đơn gọn nhưng mà thể hiện được tam tụ tịnh giới của hàng Bồ Tát, cho nên quý vị đồng đạo của chúng ta, dù là mình thuộc hạng tại gia cư sĩ lo làm ăn đối đãi với mọi người, mà quý vị giữ đúng 8 điều răn cấm có nghĩa là mình đang đi trên con đường Bồ Tát đạo, mình chính là những vị Bồ Tát ở tương lai đó quý vị đồng đạo. Cho nên chúng ta có thể nói rằng 8 điều răn cấm đây là cái con đường. Con đường này có khả năng chuyển hóa chúng sanh từ cái người phàm phu đắc thành thánh quả. Và 8 điều răn cấm được xem như là một chiếc thuyền có khả năng đưa chúng sanh từ bờ mê được sanh sang cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đồng đạo của chúng ta, mình muốn được thành tiên thành Phật, đồng đạo muốn được giảng sanh về miền Cực Lạc, thì không gì khác hơn là phải thực hiện 8 điều răn cấm, chi cho bằng ta sớm lo toan gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, nãy giờ thì khoảng 1 tiếng 20 phút chúng ta tìm hiểu về bài lời khuyên bổn đạo, hay còn có cái tên gọi khác là 8 điều răn cấm. Đây được xem như là phần giới luật mà Đức Thầy đã chỉ dạy và người tín đồ cần phải thực hiện theo. Cho nên là sau buổi thuyết giảng ngày hôm nay, tôi mong rằng quý vị đồng đạo về nhà, nếu như chúng ta chưa học 8 điều răn cấm thì làm sao mình phải học 8 điều răn cấm? Nếu mình chưa hiểu thì làm sao phải tìm hiểu 8 điều răn cấm? Và làm sao chúng ta phải áp dụng 8 điều răn cấm ngay trong cuộc đời hành đạo này, để thể hiện tư cách của một người tu ở ngay trong hiện tại, để đem lại cái lợi ích cho bản thân chúng ta, cho mọi người, và tương lai tất cả chúng ta đều được giảng sanh nơi miền Cực Lạc. Và trước khi dứt lời, chúng tôi xin chân thành cảm tạ ban tổ chức, ban trị sự ở nơi đây đã tạo điều kiện cho chúng tôi được gặp gỡ với chư quý vị đồng đạo. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ với quý vị đồng đạo đã ủng hộ cho chương trình thuyết giảng ngày hôm nay. Và đến đây chúng tôi xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Lê Quang Nghĩa đã thực hiện xong cái đề tài 8 điều răn cấm. Nam mô A Di Đà Phật.